Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 16 tháng 7 năm 2022. Và chúng ta có đoạn tin mừng lời hằng sống là Matthew chương 12, từ câu 14 đến hết câu 21. Chúng ta đã nghe qua đoạn này thì gần như là một đoạn văn dài được trích từ sách ngôn sứ Isaiah để giới thiệu về Chúa Giêsu. Chúng ta có thể tìm đọc Isaiah chương 42 câu 2 và câu 3 để nói đến cái chuyện là Ngài là tôi trung của Thiên Chúa, Ngài không có vinh vang to tiếng ở giữa phố phường, Ngài cũng không đành bẻ gãy cái cây lau bị dập, chẳng nỡ tắt đi cái tim đèn đang leo lét. Như vậy là Chúa Giêsu rõ ràng là một con người theo đúng tinh thần của Chúa Cha đã được sai đến để thi hành sứ vụ của Chúa Cha, một người tôi trung của Chúa Cha. Và người tôi trung ấy lại trở thành một con người hiền lành, khiêm nhường như chúng ta đã chia sẻ cách đây mấy ngày. Lại là một cái con người giàu lòng thương xót, luôn luôn quan tâm, luôn luôn bao dung tha thứ, hy sinh cho người khác, chấp nhận những cái rủi ro thiệt thòi mà người đời, mà thế gian muốn đối xử với Ngài. Chúng ta thấy ngay câu đầu tiên của đoạn tin mừng ngày hôm nay là người Pha-ri-sêu nghe Chúa Giêsu nói chuyện thì tức giận lắm và họ ra ngoài bàn bạc tìm cách để giết chết Chúa Giêsu. Còn Chúa Giêsu thì lại thương xót, động lòng thương cái đám đông khốn khổ, cái đám đông mang bệnh hoạn tật nguyền cả trong thể xác lẫn tâm hồn, người chữa lành cho họ nhưng người không có để cho họ tiết lộ danh tánh và thân phận của Ngài. Ngài không muốn họ tôn vinh Ngài lên làm vua. Và sau đó thì đoạn tin mừng Matthew dẫn chứng và nói là ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói. Vậy thì thưa ông bà và anh chị em, thế giới của chúng ta ngày hôm nay cũng đang tìm cách để bách hại Hội Thánh, bách hại Chúa Giêsu của ngày hôm nay nơi những con người tin vào Chúa. Người ta cũng tìm cách bàn bạc với nhau để tìm cách bôi nhọ, làm hại Hội Thánh, kết tội Hội Thánh, vu khống Hội Thánh. Ngày hôm nay những con người tin vào Chúa Giêsu cũng phải gánh chịu những hậu quả có khi rất là thê thảm. Chúng ta thấy ở trên Tây Nguyên đã có một linh mục bị giết chết. Chúng ta thấy ở khắp nơi trên thế giới có những ngôi nhà thờ bị đốt cháy, bị hành hung. Chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy mặc lấy cái thân phận như Chúa Giêsu. Chúng ta mặc lấy cái định mệnh bị con người ta ganh ghét bách hại, nhưng mà chúng ta vẫn cứ noi gương Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, ngày không vinh vang, không to tiếng ở giữa phố phường, nhưng mà mạnh dạn rao giảng công lý, tin mừng bằng chính cuộc sống của mình và nếu cần bằng cách lên tiếng trước những bất công, tội lỗi gian trá của cuộc đời. Chúng ta cũng lại có được tấm lòng của Chúa Giêsu để mà kiên trì, nhẫn nhục mà sống cái đức yêu thương, sẵn sàng bao dung và tha thứ. Nói đến đây thì chúng tôi nhớ đến một câu chuyện để minh họa với anh chị em một cái khuôn mặt của Chúa Giêsu của ngày hôm nay. Đó là Thánh Clemente của nhà dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi. Ngài xuất thân từ một người nghèo, là một người thợ làm bánh mì. Rồi đến khi Ngài đi tu ở trong dòng Chúa Cứu Thế thì Ngài trở thành một cái con người hăng say rao giảng tin mừng cho những người nghèo. Ngài tổ chức rất là nhiều cái mái ấm để nuôi các em mồ côi. Và vì như vậy thì phải tốn rất là nhiều cái tiền để mà lo cho các em ăn cho đủ no và mặc cho đủ ấm. Và Ngài đã không ngại đi làm hành khất để xin ăn, xin tiền người ta giúp đỡ cho các trẻ em. Một hôm Ngài đang đi khất thực như vậy đó, thì xin tiền như vậy đó, thì gặp một cái tay nhà giàu
Nó rất là ghét hội thánh, nó ghét đạo Chúa, nó ghét các tu sĩ. Và khi nó thấy ngài thì ông ta nhổ luôn một bãi nước bọt vào trong cái đôi bàn tay đang ngửa ra của thánh Clemente. Ngài là con người nóng tính lắm, ngài cũng tự ái lắm, thế bản chất con người ở trong nó bùng dậy. Nhưng mà ngay khoảnh khắc đó ngài nhớ ngài là tu sĩ của dòng Chúa Cứu Thế, cũng lại phải có được cái tâm tình, cái dáng vẻ, cái cung cách, cái tấm lòng của Chúa Cứu Thế. Và vậy là ngài nhẫn nhịn, ngài nhịn tất cả, và ngài mỉm một nụ cười và ngài nói: cảm ơn ông, bãi nước bọt này ông dành cho tôi cảm ơn ông, nhưng mà xin ông cho cái phần của các em mồ côi, phần này là phần của tôi xin nhận, nhưng mà xin ông hãy chia sẻ cái phần dành cho trẻ mồ côi. Cái ông nhà giàu mà khinh người như vậy đó, trong phút chốc đã bị hoán cải bằng cái dáng vẻ của một con người nhẫn nại, hiền lành, bao dung, sẵn sàng nhịn nhục vì người nghèo. Và ông ta từ đó về sau trở thành một cái ân nhân giúp đỡ thánh Clemente lo cho các trẻ em mồ côi nghèo được ăn no, được mặc ấm tương đối. Vậy thì thưa ông bà và anh chị em, cái nhân cách của Chúa Giêsu ngày hôm nay nó trở thành nhân cách của chúng ta, những con người tin vào Chúa Giêsu. Cái nhân cách ấy là hiền hậu và khiêm nhường, nhân cách ấy là nhẫn nại, chịu đựng, hy sinh để loan báo tin mừng của Chúa Giêsu qua cách sống, qua cung cách của mình, qua dáng vẻ, qua lời nói và cách sống của mình. Như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là đồ đệ của Chúa Giêsu. Xin cảm ơn anh chị em, xin tạ ơn Chúa, sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Cảm ơn anh chị em.